Quý bà con, hôm nay tôi đang có mặt tại tỉnh Đắk Nông và nơi tôi đang đứng đây là một cái vườn cà phê và ở đây thì đang bị cái dịch, đó là cái đối tượng là cái con dẹp vảy và dẹp sáp là tấn công rất là nặng. Đây bà con có thể thấy, đó, đây kiến này, bâu này, đây dẹp, đó là bậu chi chít ở những cành và thậm chí cả những cái bông của cây cà phê đây đang bị rất nặng. Và ở lá thì bà con thấy đây, ở đây thì người dân địa phương hay gọi đây là cái con dẹp bọ hóng ấy, sờ vào là nó có cái độ nhớt, nó có cái độ bám của nó đấy. Và cái đối với cái con bọ hóng này này thì là khi mà nó bị nặng như này nó làm cho cây mất cái khả năng quang hợp, vì vậy là cây sinh trưởng rất là chậm. Và không chỉ dừng lại đó, những cái con dẹp vảy này khi nó bám chắc và nó chích hút, nó làm cho cây suy kiệt về dinh dưỡng và làm cho dinh dưỡng không lên để nuôi được cái bông, không nuôi được hoa, không nuôi được cái trái nhỏ. Nên là cây suy giảm năng suất ở cây trồng đó. Và như cái cây này thì đang bị rất là nặng đây đó. Đấy. Và hôm nay thì để tiến hành xử lý đối tượng này thì chúng tôi sử dụng sản phẩm Adibom của công ty ADI đó. Rồi, hôm nay bắt đầu chúng tôi sẽ tiến hành xử lý.